Chào tất cả mọi người nhé. Tôi tình cờ được anh em truyền thông ghé thăm và anh em nói với tôi rằng có những cái ý tưởng gì thì tôi thấy ở trên bàn đây là kinh Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, và ngày hôm qua ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thì Đức Giáo Hoàng đã long trọng khai mạc thánh lễ với việc mở cửa Năm Thánh. Và như vậy chúng ta chính thức bước vào năm thánh của lòng đại từ bi, lòng thương xót của Chúa. Chúng ta rất là vui mừng. Và cách riêng với giáo xứ Hà Đông thì chúng tôi 60 mùa Noel, kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ. Và chúng tôi hướng đến cái ngày Ngọc Thánh Hồng Ân này. Và chúng tôi rất vui mừng đang sống trong tâm tình mùa vọng, hướng về những cái ý nghĩa thật là tốt đẹp của giáo xứ. Và chúng tôi cũng mượn nơi đây để kính chúc Noel tất cả mọi người đang theo dõi trên những thước phim video này. Và chắc chắn rằng chúng ta sống trong năm đại từ bi lòng thương xót của Chúa, mỗi người sẽ cảm nhận được hồng ân cứu độ của Chúa thấm đẫm trong cuộc đời của mình. Và chúng ta hướng đến lễ Noel rất là vui, tưng bừng. Ngôi hai Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta để diễn tả lòng thương xót của Cha trên trời. Và với Hà Đông còn là 60 năm Ngọc Thánh Hồng Ân, chúng tôi rất vui mừng để kính chúc tất cả mọi người chúng ta một năm thánh đại hồng ân của Chúa. Với những ơn ích mà Chúa thương ban cho chúng ta cảm nhận được, và một mùa Noel tươi vui. Và lễ hội Hà Đông 60 mùa Noel thật là ý nghĩa nữa, cho nên chúng tôi cũng rất là vui mừng để chia sẻ cái niềm hạnh phúc của chúng tôi khi mà sống trong năm đại từ bi lòng Chúa thương xót và 60 năm hồng ân của giáo xứ. Xin được kính chúc mọi người tất cả những gì tốt đẹp nhất, xin Chúa ban cho mọi người. Xin chào nhé. Thank you.
Thank you.